Đời của Đại Đoàn đã đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của quân đội trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 6 chữ vàng: đoàn kết, anh dũng, chiến thắng. Và 6 chữ vàng đó đã trở thành truyền thống của sư đoàn. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Đại Đoàn vinh dự được giao nhiệm vụ đánh trận mở màn và trận kết thúc chiến dịch. Trong trận kết thúc chiến dịch ấy, cán bộ chiến sĩ của Đại Đoàn đã bắt sống tướng Đờ Cát cùng toàn bộ bộ tham mưu của địch. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đầu ngọn súng một niềm tin khuya tha trong trận này. Trưởng cũ của tôi đây. Đấy, thủ trưởng Hoàng Văn Thu. Con đường hiện tại bước lên
không tới tương lai nếu không từ quá khứ. Con ơi, lời ngàn chưa nhắn nhủ, ông cha ta xây đắp nước non này, mỗi tấc đất thửa ruộng rừng cây một mét biển cũng máu xương tiên tổ. Có những điều ngày mai không nhớ nữa, như ngọn gió chiều, như áng mây bay, một ngày kia khuất bóng cuộc đời này, mỗi chúng ta ai ghi thành dấu tích. Sáng nay trên đường rơi tờ lịch, một ngày trôi, quỹ năm tháng dần vơi, ta trao nhau ấm áp nụ cười, một ngày vui là một ngày có lặng như hôm nay. Ta trao nhau ấm áp nụ cười, một ngày vui là một ngày có lặng. Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, xanh hôm nay, mai lá cũng vàng, một đời cây báo gió hiên ngang, gốc cổ thụ ghi thành dấu tích. Xin cảm ơn các vị.
Thank you.
Tôi xin gửi tới toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Về dự buổi gặp mặt truyền thống hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí nguyên là chỉ huy, lãnh đạo chỉ huy tiểu đoàn 1037. Xin được trân trọng giới thiệu tiểu đoàn trước khi vào giới thiệu các đoàn đại biểu báo cáo kết quả thành công chí. Chúng ta hôm nay rất vinh dự được nhận tặng hoa và quà của đồng chí đại tướng Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi chúng ta nhẫn hoa và quà 50 triệu để là mừng cho chương trình đặc biệt này của tiểu đoàn 44 này. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu phần tiểu đoàn. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Dũng Chiến, nguyên chiến trình viên tiểu đoàn.
xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Long Hưng, nguyên chính trị viên tiểu đoàn. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thanh Nam, nguyên tiểu đoàn phó chính trị tiểu đoàn. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Hùng, nguyên tiểu đoàn phó kỹ thuật tiểu đoàn. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Xuân Thu, nguyên tiểu đoàn phó kỹ thuật tiểu đoàn và phu nhân. Xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón gần 100 cán bộ chiến sĩ của những người thân nhân của các cán bộ chiến sĩ cũng có mặt về dự hôm nay. Một lần nữa, ban tổ chức xin gửi tới toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, mời hai đồng chí Lê Thanh Bình và Đỗ Mạnh Hùng lên sân khấu. Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng và đồng chí Đỗ Mạnh Hùng lên sân khấu. Vâng, hai đồng chí Bình và đồng chí Hùng là hai hội viên của chúng ta tuổi 70. Hôm nay là hội 103 chiến sĩ 1037 trân trọng được mời các đồng chí lên sân khấu để tặng hoa và chúc mừng, chúc thọ các đồng chí. Sau đây xin trân trọng giới mời đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, trưởng ban liên lạc của hội chiến sĩ 1037. Vâng, xin nói. Xin mời đồng chí Trần Long Hưng, nguyên tiểu đoàn phó, nguyên chính trị viên tiểu đoàn lên tặng hoa để chúc mừng hai đồng chí. Làm kinh tế áp đây này, đúng không? Tiếp theo chương trình là nội dung trang lưu niệm cho bốn đồng chí. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lên sân khấu, gồm có đồng chí Lê Thanh Nam. Đồng chí Lê Minh Trinh có mặt đây không nhỉ? Đồng chí Nguyễn Quốc Trưởng có mặt đây không nhỉ? Vâng, đồng chí nào có tên có mặt đây, mời đồng chí lên sân khấu. Đồng chí Nguyễn Thanh Toàn. Mời đồng chí vừa được nêu tên đồng chí lên sân khấu để nhận lưu niệm của hội. Ông này trước ở đây một thời gian ngắn, ông đi đâu vậy nhỉ? Ông ra Nam này nhỉ? Không, đúng, mình ở đấy là ông thời gian rất ngắn. Không, mình ở đây có những vấn đề rồi. C1 thế sau này lên. Sao lên tiểu nói anh chị thì. Sao lên tiểu đoàn lúc anh lúc này. Trong này là trong này. Là con đường Lam hay Lam Quỳnh. Lê Thanh Bình. Nên trao lưu niệm cho các đồng chí. Nam là bao nhiêu lúc đấy là chính trị bên C1 đúng không? Chính C1. C1 đúng rồi, giờ mới nhớ là lúc là ông Giang vậy. Lúc ông Giang mấy ông Lam này. Nhưng ông Giang đi trước. Cùng thời với ông anh chắc nhà ta đấy. Đúng không? Chắc thì không biết đâu là. Chắc. Không, cùng được. Một ông ở đại đội 2, một ông 1. Không nhiều tuổi nhưng mà cùng thời đấy. Chắc thứ hai đấy. C2 chúng em đấy. Đây ông trực kia kìa, ông trực C3. Đấy thì chúng ta nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí. Đấy.
Vâng, xin mời đồng chí về vị trí. Xin cảm ơn đồng chí Lê Đình Bình. Lúc mà chúc mừng nhá anh Nam mình ra quân được coi như thì ông Giang này ông Nam này vẫn ở tiếp theo chương trình là nội dung các tổng kết và chủ trì nội dung thảo luận bổ sung quy chế và chủ trương giải pháp thời gian tới. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, trưởng ban liên lạc lên thông qua báo cáo tổng kết. Xin mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí nguyên là lãnh đạo chỉ huy tiểu đoàn, kính thưa toàn thể các đồng chí hội viên, hội chiến sĩ tiểu đoàn 037, sư đoàn 312, một lần nữa thay mặt trong ban liên lạc xin nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí trong cuộc gặp kỷ niệm 44 năm ngày thành lập tiểu đoàn. Đặc biệt sự hiện diện của các đồng chí nguyên là lãnh đạo chỉ huy tiểu đoàn, các đồng chí tuy tuổi cao sức khỏe có hạn nhưng các đồng chí đang cố gắng về dự của anh em. Tôi đề nghị tất cả các đồng chí cho một tràng vỗ tay để nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí, ngày 7 tháng 5 thì ban liên lạc tiểu đoàn có họp mặt và để bàn công tác chuẩn bị, và với cái tinh thần báo cáo các đồng chí là năm nay là chúng ta kỷ niệm 44 năm cho nên là chúng ta có một cuộc gặp thường niên bình thường và nội bộ, chúng ta không mời khách trung sư đoàn, các cơ quan, các đơn vị để chúng ta tổng kết rút kinh nghiệm, bàn một số việc về quy chế và chúng ta bàn về cái việc chúng ta kỷ niệm 45 năm ngày thành lập tiểu đoàn. Với cái tinh thần ấy, tôi xin thay mặt cho ban liên lạc báo cáo một số vấn đề như sau. Một là cái hoạt động của đơn vị, hoạt động của hội trong một năm qua thì việc diễn ra bình thường. Tuy nhiên phải nhấn mạnh với các đồng chí rằng là năm qua rất nhiều hoạt động hiếu hỉ, đặc biệt là ở những nơi xa ban tổ liên lạc vẫn tổ chức đi thăm viếng, trong đó có đặc biệt là trường hợp đồng chí Tuyên, Vũ Đức Tuyên, Văn Đức Tuyên ở Thanh Hóa, đồng chí bị mất đột ngột nhưng ban liên lạc vẫn tổ chức một đoàn xe vào cũng viếng rồi chia buồn với gia đình, và nhiều các hoạt động của các cái hiếu hỉ của các cái gia đình hội viên cao chí thì chúng ta cũng tiến hành rất là đúng đủ theo quy chế. Tuy nhiên là chúng tôi cũng đề nghị là những lần sau này các đồng chí cố gắng khi có thông báo thì chúng ta tham gia đầy đủ nhiệt tình để đến động viên anh em cho nó tốt. Chính vì cái hoạt động của năm qua nó được diễn ra nó hết sức là nhiều cho nên là cái chi phí thì lắm, bởi vì chúng ta theo quy chế là riêng cái việc thiếu là tiền xe đi lại là hội phải trích quỹ ra chi, cho nên là báo cáo tài chính thì đang ở bàn thư ký, đồng chí nào có nhu cầu thì các đồng chí xem, và đồng chí nào chưa rõ thì gặp đồng chí Oanh và đồng chí Tuấn để được làm rõ. Nhưng báo cáo các đồng chí là quỹ của chúng ta đã hết cạn kiệt, và trong cuộc gặp chủ bị hôm nay thì ban liên lạc đã thống nhất quyết định là chúng ta mỗi đồng chí gặp mặt là 500, trong đó 200 để mà chúng ta sinh hoạt ăn uống, còn lại 100 chúng ta bổ sung vào, 300 chúng ta bổ sung vào quỹ, các đồng chí có điều kiện ủng hộ thêm cho hội. Đấy, còn các đồng chí nào hội viên mà hôm nay vắng mặt thì các đồng chí đóng 300. Đấy, bởi vì là bây giờ chúng ta cứ xác định là chúng ta tự chúng ta đóng góp, chúng ta hoạt động với cái tình cảm chứ chúng ta cũng không trông chờ vào là khách quan bên ngoài nhiều, bởi vì là càng ngày thì tuổi càng cao, sức khỏe càng yếu, khả năng rồi tất cả các mặt khác nó hạn chế đi, thì là chúng ta xác định là chúng ta sinh hoạt thế nào thì chúng ta đóng góp như thế, quỹ hết thì chúng ta đóng góp. Thì còn từ tháng 5 trở đi có thể chúng ta chỉ đóng 100 thôi, nhưng năm nay thì quỹ chúng ta nó hơi cạn kiệt nên là ban liên lạc quyết định là các đồng chí đóng 300, đồng chí nào vắng thì đóng 300, còn đồng chí nào có mặt hôm nay thì đóng thêm 200 tiền ăn để các đồng chí đóng cho
Cái việc thứ hai là báo cáo các đồng chí như này. Cái việc quy chế của hội thì mọi năm cũng đã có rồi. Tức là mỗi đám hiếu thì chúng ta chi 500 tiền vòng hoa và tiền xe. Tiền xe hội chi. Thế còn đám hội viên mà có cưới con thì là 300 tiền mừng. Nhưng qua thảo luận thì chúng tôi nêu ra là bây giờ thời buổi nó cũng càng ngày nó càng mức độ nó tăng cao lên, nhưng chúng ta ban liên lạc đưa ra một cái dự kiến là cả hiếu cả hỷ đều 500. Thế còn tiền xe thì phải nói với các đồng chí như thế này. Bây giờ hôm qua ban liên lạc cũng đã họp và thống nhất là cơ bản bây giờ để giảm chi ngân sách thì chúng để mà chúng tăng quỹ thì phải giảm chi, thì chúng ta không thể đóng góp nhiều được. Để báo cáo các ông chí, cho nên là chúng ta cái phương án là khu vực nào khu vực ấy tự tổ chức thay mặt cho ban liên lạc để tổ chức cái việc đấy, còn chưa những trường hợp đặc biệt thì ban liên lạc sẽ trực tiếp chỉ đạo và tổ chức đi. Còn lại tất cơ bản là ví dụ khu vực Thanh Hóa đồng chí Bình đại diện cho ban liên lạc, khu vực Hà Nam đồng chí Bình và đồng chí Sản, khu vực Hà Nội là đồng chí Lê Tuấn Hùng, đồng chí Nguyễn Minh Thuận, đồng chí Bùi Mạnh Huyền, đồng chí đại diện cho ban liên lạc thì làm việc. Những trường hợp đặc biệt ban liên lạc sẽ tổ chức cùng với các đồng chí, còn lại cơ bản các đồng chí để chúng ta giảm cái chi tiêu đi lại đi thì chúng ta sẽ có cái duy trì cái quỹ nó ổn định. Đấy là cái việc quan điểm của bọn tôi, của chúng tôi là như thế. Chứ còn việc ốm đau thì khu vực nào khu vực đấy tự chúng ta làm, bởi vì là nếu làm cái này nó rất khó và các ông chí thì bây giờ cả ban liên lạc mà căng ra mà đi thăm ốm đau thì rất là phức tạp và khó. Đôi khi cũng phải nói thẳng nói thật với các ông chí là ốm ở nơi này như này bằng khỏe ở nơi khác, cho nên là nó cũng rất là phức tạp. Cho nên là đề nghị các ông chí là các khu vực các ông chí tự thăm nhau với cái tình cảm cá nhân là tốt nhất, chứ còn thì ban liên lạc không làm cái việc này. Đấy là cái việc thứ hai. Cái việc thứ ba báo cáo các ông chí là sáng năm chúng ta kỷ niệm 45 năm ngày thành lập và tiểu đoàn, 25 năm ngày thành lập hội chiến sĩ 1037 thì ban liên lạc cũng có dự kiến là tháng năm chúng ta sẽ tổ chức nó tương đối hoành tráng một chút. Dự kiến của ban liên lạc là sẽ tổ chức ở trong sư đoàn 312. Đấy, chúng ta có thể mời thêm các cơ quan sư đoàn, các đơn vị trung đoàn, các đồng chí nguyên là lãnh đạo, các đồng chí là tướng tá đang phục vụ trong quân đội mà các đồng chí về được với anh em thì ở trong đơn vị thì nó cũng đoàng hoàng hơn. Và cái nội dung của chúng tôi trong cái cuộc họp 45 năm là dự kiến là như thế này: chúng ta phải có mặt từ chiều hôm trước, các đồng chí cố gắng phải sắp xếp từ chiều hôm trước, chúng ta đi có thể thăm nhà truyền thống sư đoàn. Dự kiến tôi thăm nhà truyền thống để thăm nơi ở làm việc của bộ đội ngày hôm nay và ngày xưa nó như thế nào, xong chúng ta có thể được bữa cơm thân mật với lãnh đạo chỉ huy trung sư đoàn hoặc cái gì đấy. Tháng hôm sau chúng ta sẽ gặp mặt ở trong đơn vị. Đấy thì là dự kiến chương trình của chúng tôi ở trong của cái 45 năm là như thế vậy. Cho nên là tôi đề nghị các đồng chí là cố gắng, khi có kế hoạch cụ thể chúng tôi sẽ còn bàn tiếp, nhưng mà khi có kế hoạch dự kiến như vậy, khi có kế hoạch mà thì chúng ta sẽ triển khai cho các khu vực thì các đồng chí cố gắng tham gia. Và đặc biệt nhấn mạnh với các đồng chí là tháng năm chúng ta tổ chức năm chẵn, cho nên là các đồng chí cố gắng có quân phục thì các đồng chí mang mặt để cho chúng ta thể hiện cái sự trang trọng, tôn vinh cái truyền thống của đơn vị chúng ta. Và cái về cái phần quà lưu niệm cho 45 năm thì chúng tôi dự kiến là như này. Cái ý kiến của lãnh đạo chỉ huy tiểu đoàn thì cũng anh Hưng là anh Bình cũng phát biểu, tức là cũng chỉ đạo là kỷ yếu thì chúng ta có rồi, logo kỷ niệm 40 năm chúng ta có rồi, nên chăng chúng ta sẽ làm một cái quà kỷ niệm gì cho cả hội viên và đại biểu trong 45 năm thì các đồng chí có ý kiến chỉ đạo tham gia với ban liên lạc, và ban liên lạc sẽ có một cái buổi bàn bạc để thống nhất dẫn đến chương trình hành động Việt Nam như thế nào cho nó đẹp nhất. Và nói thật chúng ta chỉ rằng làm cái gì ra phải có tiền, cho nên là chúng ta cũng phải tính toán cái khoản đấy để chúng ta làm sao đấy để hài hòa nhất, nhà nước và nhân dân cùng làm thì chúng ta sẽ thành công được. Đấy là cái việc 45 năm. Cái việc thứ tư
thì báo cáo các ông chí như này về cái tổ chức kiện toàn ban liên lạc. Thì các khu vực thì các ông chí nắm rồi, ví dụ như là ở riêng ở Sóc Sơn đây thì ví dụ như là ở khu vực Bắc Sóc Sơn là đồng chí Vương đảm nhiệm, khu vực Trung đây thì đồng chí bây giờ tạm thời là tôi với anh Lính đảm nhiệm, khu vực Nam Sóc Sơn là đồng chí Ngợi. Đấy, thì còn khu vực Hà Nội mới định khu vực Hà Nam thì các ông chí biết rồi, Thanh Hóa thì các ông chí biết rồi, thì các ông chí nắm được cái tinh thần này thì khi có cuộc họp triệu tập thì các ông chí cố gắng tham gia. Và cũng với cái tinh thần là năm nay nếu như chúng ta quyết là các khu vực cơ bản là chúng ta đại diện cho anh em để đi làm cái thủ tục, ví dụ như là đám hiếu thì có thể ban liên lạc sẽ chuyển quỹ về các khu vực để các ông chí tự chủ động các ông chí làm cái việc đó, giữ một phần quỹ của trên này thôi, còn lại là các ông chí các khu vực các ông chí tự để theo thực hiện theo quy chế, và hàng năm chúng ta sẽ có báo cáo tổng kết, thì cái thế thì nó tiện cho các ông chí hơn, thì chúng tôi sẽ cái bàn bạc và sẽ thống nhất, và nếu quyết định được thì chúng ta sẽ chuyển khoản về các đơn vị. Thì tôi với đồng chí Oanh và đồng chí Lĩnh sẽ đảm nhiệm là thư ký và thủ quỹ cho ban liên lạc cho nó khách quan toàn diện, và báo cáo chí là như thế. Đang ở các tiểu đoàn của mình thì anh Hưng có đề xuất là có thành lập ở đóng quân ở một công bao ở khu vệ Ninh không, thì anh Cương trả lời là không thể được, phải tìm chỗ khác. Đấy, cho nên là chắc chắn là ý tưởng này là anh Cương và anh Giang đã bàn nhau rồi, sẽ thành lập tiểu đoàn bộ binh ở sư đoàn bộ binh, à, tiểu đoàn xe tăng ở sư đoàn bộ binh, và nếu được điều này xảy ra thì chúng ta sẽ tiếp tục cái truyền thống, và chúng ta cũng làm cái điều kiện tốt để chúng ta hoạt động. Thì cũng báo cáo các ông chí như thế. Kính thưa toàn thể các ông chí, qua ý kiến của các đồng chí Hưng, đồng chí Trực và một số các ông chí khác, thì các ông chí cơ bản các đồng chí đã hoàn toàn nhất trí với báo cáo những nét cơ bản của ban liên lạc tiểu đoàn về hiếu thì các hoạt động, nguyên tắc hoạt động, mức thu đoạn rồi là mức chi ở các hoạt động và các cái cách tổ chức là đấy, báo cáo các anh là đặc biệt là chỗ anh Hùng là ở bộ phận Hà Nội là rất đông quân số. Đấy, nhiều khi anh ấy bảo các ông phải xuống với chúng tôi thì nó mới đẹp đội hình, nhưng thực sự mà nói là có những lúc không thể xuống được, rất khó khăn, không phải có vì công việc nọ kia, cho nên chúng ta đã quyết là khu vực nào khu vực đấy đại diện cho ban liên lạc trừ những trường hợp đặc biệt. Và tới đây ban liên lạc thì sẽ tôi xin phép được thay mặt ban liên lạc đồng chí Oanh và đồng chí Trực sẽ bàn bạc và sẽ có cái cân đối ngân sách chuyển về các đơn các tổ bộ phận để các ông chí tự chi tiêu, và các ông chí hàng năm các ông chí báo cáo và chúng tôi sẽ tổng kết cái việc hàng năm trước cái hội nghị. Thế còn là các cái việc khác, ví dụ như là ý kiến của đồng chí Trực và đồng chí Hưng chúng tôi thấy cũng hoàn toàn xác đáng, thì chúng tôi sẽ có cái thông tin liên hệ sớm với anh Giang để nếu như tháng năm đồng chí Giang có thể tạo điều kiện về được với anh em thì chúng ta tổ chức trong một đơn vị của sư đoàn 312 và 411 đây là gần nhất thì là tốt, nếu không thì ban liên lạc sẽ nghiên cứu để tìm một cách, tức là có thể là chúng ta sẽ vẫn tổ chức ở đây nhưng vẫn quy mô hoành tráng, chúng tôi cũng có cái mức độ nó sẽ hoành tráng hơn và tổ chức chặt chẽ hơn và quy mô nó rộng hơn thì cũng là được, và ban liên lạc sẽ tiếp thu cái ý kiến này. Và các ý kiến một phần nữa là các ông chí đã nhất trí như cái trình bày báo cáo của tôi về cái cơ cấu kiện toàn ban liên lạc mới, thì đề nghị là đồng chí Oanh, đồng chí Trực và tôi cũng sẽ trực sự tín nhiệm của anh em, thì hứa với anh em là sẽ cố gắng để chúng ta làm sao để tổ chức cái hoạt động của hội nó đạt kết quả ngày càng nó hiệu quả tình nghĩa, và chúng ta cứ duy trì như này. Thế còn thì sau này đúng là như anh Trực nói, đấy là một cái điều nó sẽ xảy ra 10 năm nữa, 20 năm nữa thì như thế nào thì cũng là chúng ta cũng sẽ nghiên cứu dần. Như là anh Thu ở Tân Hưng rồi các anh trẻ, các anh sẽ tiếp bước chúng ta, tôi nghĩ rằng là cũng là được để chúng ta tiếp tục cái hội của chúng ta duy trì để làm sao để cho nó ngày càng tốt đẹp. Kính thưa toàn thể các ông chí, hôm nay với cái tinh thần là cuộc gặp nội bộ, chúng ta bàn một số vấn đề, quyết một số vấn đề cũng hết sức quan trọng, điều chỉnh về quy chế
các đồng chí đã cơ bản nhất trí như ý kiến của ban liên lạc đề ra. Và một lần nữa thay mặt cho ban liên lạc xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp ý kiến xây dựng của các đồng chí. Và buổi gặp hôm nay với cái tinh thần là nội bộ như thế thì một lần nữa thay mặt cho ban liên lạc xin kính chúc các đồng chí nguyên là lãnh đạo chỉ huy tiểu đoàn, các đồng chí hội viên luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Xây dựng cái tiểu đoàn buổi hôm nay đó thì có trên chúng tôi lớp trước và đến các thế hệ sau đó, mà khi lên người ta cũng vì nhiệm vụ của chung của đất nước và phải giải tán, nhưng chúng ta vẫn duy trì thành lập hội 1907 cho đến hôm nay là 44 năm. 44 năm đó mà đến nay nhìn thấy cái đội hình của chúng ta, của các đồng chí, của các chú, các bác, tôi thấy cực kỳ xúc động. Đấy, mình muốn làm điều đó thì trên là phải nhờ đến những người có tâm, có tình, có trách nhiệm và có điều kiện. Thì chúng tôi thì ở xa, mặc dù là chỉ huy đơn vị, nhưng mà tôi ở Thanh Hóa cách đây vài chục trăm cây số, rồi là các anh đấy bây giờ về tuổi cao rồi không làm được, không có điều kiện để làm, cho nên trong sự là nhờ tất cả các anh em ở đây, mà chủ yếu là đây là trước là anh Lân, anh Dương, rồi tiếp theo đến thế hệ sau là anh là chú Tuấn, rồi chú Oanh. Đấy, bây giờ anh em người ta nghỉ rồi, bây giờ chú Trực về. Đấy, thế nên là điều kiện đây không phải là không có, nhưng mà cái đơn vị của ta đã đặc thù khác hẳn mọi người. Đó, một cái tiểu đoàn nhỏ nhưng phạm vi rộng 8 tỷ kia, mọi người một nơi ngay Thanh Hóa chúng tôi. Hiện nay tôi đấy ở Hậu Lộc, trong đó các gia chú đang cách ở Bắc Thước, ở Trường Xuân thì các thứ là nó dài quá, cách nhau hàng trăm cây số đó, cho nên là cái địa bàn để mà tụ tập nhau là rất là khó. Cho nên cái tâm của tôi ấy, là muốn chúng ta đã thành lập hội rồi đấy, mặc dù chúng ta giải tán nhưng chúng ta vẫn là 1907 sư đoàn 312, mà cái vị trí, cái địa bàn chúng ta sống ở cái đất vệ ninh này, vệ ninh này phải nói là rất là sâu nặng. Đấy, từ trước nước hai bàn tay trắng kéo quân về đây ở trên đồi, ta chịu lo cho chúng ta, mà dưới sự lãnh đạo của sư đoàn 312 kể tiếp là ban tăng sinh và ban tăng chiến, cho đến bây giờ chúng ta đại đa số đã nghỉ cả rồi, các đồng chí là nghỉ hưu, anh em chiến sĩ ra khỏi về để trở hoàn thành nhiệm vụ về để phát triển với các công việc khác, điều là mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Hôm nay nhìn thấy anh em đều chúng tôi cực kỳ xúc động và vui sướng. Thì tôi đề nghị đêm qua là anh em trao đổi với chương trình thì đồng chí Tuấn có đề nghị tôi lâu rồi. Đấy, nhưng mà tôi nói này, cái tâm của chúng tôi là muốn cái hội chúng ta đã thành lập, đã duy trì, đã cố gắng thì phải phát triển về tình cảm đó, phát triển về cái tâm, cái tình của chúng ta, để mỗi năm anh em có điều kiện gặp nhau một lần. Mặc dù tôi nhớ các chú mà không có lẽ đến được mà gặp mặt cả đây anh em được, mà cố một năm cố gắng đối với một lần để anh em mình về đây tụ tập để thăm hỏi nhau, đấy, hỏi thăm sức khỏe anh nào còn, anh nào mất, gia đình có hạnh phúc đoàn kết thống nhất hay không. Đó, cái tâm của chúng tôi thực lòng mà nói là gì đấy, cho nên là tôi nói ra rồi, tâm sự là nhờ đấy chú Tuấn, chú Anh và các anh em đây, cho nên hôm qua tôi nói cái gì đấy, bây giờ ngay ở cả vợ cả chồng ở đây rồi, phải có điều kiện để mà giúp cho hội chúng ta vững mạnh và phát triển về tình cảm đó, phát triển về cái tình của anh em ta, đấy là rất nhớ nhau nhưng mà không lúc nào mà đến với nhau được tất cả, mà mỗi một năm cố gắng chúng ta duy trì tiếp một lần, và muốn giữ điều đó thì tất cả những cái quy chế và những ý kiến thì hôm qua đã đóng góp rồi, chúng tôi hoàn toàn nhất trí và phải bổ sung cái quy chế cho cả ngoài. Thế còn chúng tôi đã tin tưởng rồi là mong anh em đừng lăn tăn, đừng suy nghĩ khác, mà vì cái trọng trách là vì tình vì nghĩa cho nên là cố gắng làm, chứ cũng làm chạy được cái việc gì cả cũng vất vả lắm chứ không phải không. Cho nên chúng tôi qua mới bổ sung một cái phương án là giảm cái chi phí bằng cách ở địa bàn nào thì cái ban liên lạc của địa bàn đó phải lo, không phải vào Thanh Hóa mà đi viếng đi mừng nữa, thì tự nhiên cắt bỏ hẳn là cái chi phí rất là lớn đấy.
đó, thì các tổ cũng như Hà Nam, Thanh Hóa, Hà Nội thì phải có trách nhiệm với ban liên lạc, với đơn vị, với hội chúng ta thì mới tồn tại lâu dài và phát triển đẹp tốt đẹp được. Cuối cùng á là tôi chỉ mong hôm nay nếu như đồng chí Tuấn chưa thống nhất thì cho anh chưa thống nhất thì bây giờ là trong ban liên lạc của chúng tôi chính trách nhiệm đó là đồng chí Trần, đồng chí Tuấn, đồng chí Oanh trao đổi lại với nhau và gửi ra một chú một anh làm trưởng ban. Thế còn anh em là có gì thông báo sau. Rồi, còn chú tôi á thì đã thống nhất thì đồng chí Oanh cũng nhìn nhận cũng vui vẻ nhận và thống nhất cùng với đồng chí Trần Quyên Duy Tuấn là thống nhất với nhau và báo cáo với hội nghị hôm nay. Đấy, để anh em tôi rất phấn khởi. Mà trước khi là ra về tôi thay mặt gia đình và đơn vị kính chúc tất cả các bác, các chú, các anh em trong hội chúng ta luôn luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Thank you.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.